ơi, cái điều quan trọng là cái điều mà em phải biết được là ngày mai mà em không có đạt được điều đó, em đi xuống lỗ, em có hạnh phúc được hay không. Em phải ngồi xuống em nghĩ cuộc đời em 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm luôn, thậm chí như vậy. Chị đã từng phải làm những cái bài tập như vậy. Thầy chị bắt ngồi xuống, kêu đừng có trả lời liền. Ngồi xuống ghi ra 5 năm nữa không muốn còn sao, 10 năm nữa không muốn còn sao, 50 năm nữa không muốn còn sao, 60 năm nữa không muốn còn sao. Tại vì nếu như bạn ở với một người mà cũng không biết người ta muốn cái gì, bạn ở bạn cũng bất an lắm, bạn lung lay lắm. Thì bạn hãy tưởng tượng chính bản thân của mình cũng như vậy. Chính mình ở với mình mà mình còn không biết mình muốn cái quái gì, mình còn lung lay, mình còn bất an với mình nữa, thì ai muốn ở với mình. Thì tương tự như vậy, để em tập trung được cái điều em muốn thì em phải biết được là em muốn cái gì, đơn giản vậy thôi. Ok, bây giờ em ghi sơ sơ như vậy là chị đã biết em không biết em muốn cái gì rồi. Giờ em ngồi xuống ghi đi, tương lai 5 năm nữa em muốn em là cái gì, 10 năm nữa em muốn là cái gì, 50 năm nữa em muốn em là cái gì. Rồi rút ngắn nó lại, 5 năm nữa em muốn như vậy á, thì mỗi năm em phải làm cái gì để em đạt được ước mơ 5 năm của em. Em đừng có một phát lên ước mơ 50 năm nha, em chỉ để ước mơ 5 năm của em thôi. Rồi mỗi năm á, để mà thực hiện được ước mơ 5 năm, ví dụ như nó bây giờ 5 năm nữa em muốn làm siêu mẫu đi, để làm siêu mẫu thì 5 năm nữa em phải tập thể dục. Ok, giờ em bắt đầu em chia nhỏ nó ra là mỗi năm có 12 tháng vậy, mỗi tháng em phải tập bao nhiêu giờ thì em mới trở thành một năm. Rồi em cộng 5 năm lại ta. À, vậy là em phải tập thể dục 3 đến 4 lần một tuần. 3 đến 4 lần một tuần cũng không có nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần như vậy tập bao nhiêu tiếng. Rồi ăn những cái gì, em chia nhỏ nó ra, nó giống như nhai thuốc vậy đó. Em muốn thuốc bổ em phải uống mỗi ngày, cho đến khi em cuối đời rồi em mới thấy người em nó khỏe lên. Chứ em muốn thuốc bổ em đâu có uống viên mà em đợi 50 năm sau mà em mới khỏe trẻ được, đúng không? À, đơn giản vậy thôi. The most powerful force I have is what I say to myself and what I believe. Ok, nó đại loại the most powerful có nghĩa là cái sức mạnh lớn nhất mà bạn có đó là cái điều mà bạn nói với bản thân của mình và bạn tin vào điều đó. Cái thẻ này nó đang muốn dạy với bạn điều đó, có nghĩa là sao? Nếu như mỗi sáng bạn thức dậy mà bạn nói em dốt á, là cả đời bạn sẽ dốt. Nhưng mà nếu mỗi sáng bạn thức dậy bạn nói em dốt và ngày hôm nay em muốn học để em bỏ cái dốt em đi á, thì bạn sẽ tự nhiên bạn hành động có phía thứ hai. Cũng tương tự như vậy, mỗi sáng em thức dậy mà em nói là em rất là tự tin á, dần dần em sẽ tin vô cái điều là em rất là tự tin. Nhưng mà mỗi sáng em thức dậy em nói là mình không biết là mặt mình có đẹp hay không, đồ mình mặc có đẹp hay không, rồi mình không biết ra đường người ta có nhìn đánh giá mình hay không, thì đó chính là cái mà nó đang nói đến trong cái thẻ này. Tính là những cái điều mà em nói với bản thân em á, em tin cái điều đó, đó chính là cái điều rất là mạnh, nó là cái sức mạnh lớn nhất của em. Ok, làm thế nào để thay đổi niềm tin hay mở rộng giới hạn niềm tin của mình vậy chị? Câu này hay nè. Ok, chị sẽ cho em biết nè. Đầu tiên cái niềm tin của em nó đến từ đâu được. Có rất là nhiều bạn không hiểu được cái niềm tin của mình nó đến từ đâu. Chị, em tin được là hả, ăn cơm với rau luộc với trứng chiên á, nếu như mà mỗi tuần em ăn, tối nào em cũng ăn như vậy á, em ăn liên tục một tháng á, em sẽ ốm xuống. Chị, em tin là ăn khoai lang sáng nào em cũng ăn khoai lang hết là em bảo đảm em sẽ ốm xuống. Tất cả những cái thông tin các bạn vừa có, nếu bạn để ý lại, tiếng Anh nó gọi là track, có nghĩa là bạn tìm kiếm cái đường kết nối lại, bạn sẽ tìm ra được ở đâu, cái nguồn ở đâu bạn tìm được cái thông tin, bạn cũng nghe được từ một ai đó, cũng một người nào đó dạy cho bạn, rồi cái người đó học được từ đâu, cũng một ai đó dạy lại cho họ, cũng một người nào đó nghe rồi bày lại cho họ, rồi cái người đó cũng sao cũng y như vậy. Thì bạn chính là cái kết quả của một ai đó tạo ra một cái thông tin gì đó và bạn tin gì đó. Đó là lý do tại sao Nhi hay nói các bạn, bạn không nên coi những cái fake news, những cái tin giả. Bạn không nên lên mạng, mình vô Facebook follow những cái account mà nó không có nguồn gốc chính thức, và các bạn truyền qua truyền lại, bạn vô hình dung chính là cái người đó đó. Rồi để các bạn đẩy cái điều đó làm gì, tạo ra một cái niềm tin mà bạn tin là bạn đúng. Thì những cái người như Nhi khi cho bạn thông tin chính thống, bạn sao nói không, tin của chị không có đúng, tin của em là đúng. Chị biết tại sao không? Tại vì hầu như 99% Facebook của em ai cũng chia sẻ điều này hết, chỉ có một mình chị là đi ngược lại với số đông, cho nên em nghĩ là thông tin của chị không đúng đâu, thông tin bên này đúng hơn. Em hiểu chưa? Thì đó chính là cái nguồn gốc xuất xứ từ cái niềm tin. Cái niềm tin nó đẩy con người chia rẽ nhau, phân biệt chủng tộc, phân biệt ngôn ngữ, phân biệt quốc tịch, phân biệt cách ăn mặc, phân biệt cách đối xử văn hóa, phân biệt đồ ăn, phân biệt đủ thứ hết. Thậm chí nói sơ sơ không cần đi nói nước ngoài, Việt Nam mà từ người Bắc đến người Nam đã là phân biệt rồi, đúng không? Các bạn có công nhận điều đó không? Đã phân biệt vùng miền rồi, mình mà nói tiếng Nam, mình mà nói tiếng Trung, mình mà nói tiếng Bắc, ba người mà nói với nhau là thế nào cũng mày làm sao hiểu được tao đã rồi ở quê tao thế này thế này. Ba miền mỗi miền có một cái suy nghĩ khác nhau, họ có sai không? Không. Tại vì sao? Bởi vì người miền Trung người ta lớn lên người ta rất là khổ, cho nên bởi vì người khổ cho nên người ta sống rất là, người ta hay kêu là người miền Trung rất là kiết á, nhưng mà thật ra không phải là họ kiết, mà bởi vì họ không có sự chọn lựa, họ không tiết kiệm thì năm sau họ sẽ chết đói.
hoặc là sẽ lũ nó đến một phát là nghèo banh xác, ăn mì gói cả năm. Thì họ sống như vậy cả đời nên họ phải biết được là họ rất là khổ, và ba mẹ họ, tổ tiên họ đã sống như vậy rồi, thì đến đời họ, họ sống họ sẽ chắc chiêu hơn, họ sẽ dành dụm hơn, họ sẽ tiết kiệm hơn. Người miền Nam thì được cái may mắn hơn, đó là thiên nhiên rất là ưu phú cho họ, họ không có bị lũ lụt này nọ, họ đi ra họ thích ăn trái gì cũng có ngoài vườn hết, cái gì cũng có đồ dưới sông hết, thì nó tiện lợi quá thì họ sẽ sống thoải mái hơn, phóng khoáng hơn. Ví dụ như vậy, như nói sơ sơ cho các bạn hiểu thôi, thì nó tạo ra một cái niềm tin, và cái niềm tin nó đẩy xuống cái thế hệ sau, con cái của bạn, ba mẹ của bạn đẩy xuống cho bạn, ông bà đẩy xuống cho ba mẹ của bạn, thì nó cứ tiếp tục đổ xuống như vậy. Để thay đổi cái niềm tin của mình á, đầu tiên bạn phải chấp nhận được là những cái mà bạn tin á, nó có còn có giá trị giúp gì cho cuộc đời của bạn hay không. Như nói ví dụ người miền Trung á, như Nhi á, lúc Nhi đẻ ra bởi vì ba má Nhi có biết gì về đầu tư kinh doanh đâu, thì sẽ luôn nói là con phải tiết kiệm, con phải tiết kiệm, con phải ăn cơm với mắm rồi tiết kiệm rồi mua nhà. Đó là cách ba mẹ Nhi bày Nhi. Chứ bây giờ Nhi đi nước ngoài, Nhi học những cái kiến thức về đầu tư rồi, Nhi sẽ biết là kiến thức của ba má Nhi là rác. Làm sao Nhi biết được điều đó? Tại vì Nhi hiểu được là người giàu người ta sẽ không có tiết kiệm, người ta làm có tiền một phát là người ta sẽ đầu tư, chứ người ta không có tiết kiệm, người ta không có cất trong ngân hàng để 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, đợi đến cuối đời 50 tuổi cái tự nhiên bắt đầu đi xây cái nhà. Người giàu người ta không có tính toán như vậy. Thì bây giờ mình thấy niềm tin của ba má mình đúng hay là niềm tin của người giàu đúng, bạn phải đem nó vô cái cán cân. Và đó không phải ba mẹ bạn thì bạn bè của bạn, người thân của bạn, những người bày cho bạn, những người mà xung quanh giúp đỡ bạn, bạn nhìn coi hai người này cái nhà của họ đang ở đâu, cái chỗ đứng của họ trong xã hội đang ở đâu, cái vị trí của họ đang ở đâu, họ hạnh phúc hay là họ buồn. Những cái người mà bên này nói tiết kiệm tiền, kiếm được tiền, họ có thật sự vui vẻ hạnh phúc hay suốt ngày đánh lộn nhau rồi kêu là tiếc rồi không có tiền rồi không xài được, thì bạn phải nhận ra cái điều đó. Từ cái lúc bạn nhận ra điều đó, bây giờ bạn hiểu được cái niềm tin của hai người này khác rồi. Bạn chưa có cái niềm tin bên này thì cái cách duy nhất đó là gì? Bạn phải mượn cái niềm tin của họ để bạn sống. Tại vì bạn ném như cái bên này, những cái người mà dạy dỗ cho bạn á, bày cho bạn, nó không có work, có nghĩa nó không có hiệu quả, bạn không có thấy cái cuộc đời bạn khá lên, bạn thấy bạn đâm đầu y nguyên lại ha, như là ba mẹ bạn, như là bạn bè bạn, như là anh chị em của bạn, như là những người xung quanh bạn sống, tại sao bạn còn đâm đầu vô cái niềm tin đó? Thì đó là quay ngược lại là bạn rồi đó, đó là sự chọn lựa của bạn. Thì đây là cái cách là bạn phải bỏ lên cán cân như vậy để mà bạn phân biệt được, ồ nếu như vậy thì bây giờ em nên mở lòng mình ra đúng không chị, để em nghe theo những cái này. Bạn phải nghe bên này trước, nhưng mà đừng có nghe đa cấp, bạn phải nghe bên này và bạn phải nhìn cái hành động của họ. Hay Nhi hay nói đó là thậm chí hẹn hò yêu đương nó cũng vậy, đừng có nghe anh yêu em lắm, anh nhớ em lắm, nó yêu mình, nó nhớ mình, nó làm cái gì, chứ nó nói nó yêu mình ngày nào nó cũng nói nó yêu mình nhưng nó không làm cái quần què gì hết á thì rất là rẻ đúng. Mình có nghe riết rồi mình cũng thấy yêu cái quần què gì, yêu gì không có đưa tiền để em xài đúng không? Đó cho mấy bạn nữ để các bạn biết, anh yêu gì kỳ vậy, anh đi làm anh bận túi bụi, nó anh yêu em biết mà anh không có dắt em đi chơi, anh không có đi qua thăm em, anh không có, không cần đi chơi, không cần thăm em cũng được, ngồi coi phim với nhau chung cũng ngồi không, ngồi nghe nhạc chung với nhau ngồi, ngồi công viên xíu 2-3 tiếng ngồi không, vậy mà còn đòi nói yêu đương. Thì các bạn phải nhìn thấy cái hành động nói chung với cái lời nói, cũng như Nhi nói cái niềm tin bên này của cái người này nè, người ta đang dạy cho bạn, người ta đang nói cho bạn, người ta đang chia sẻ cho bạn, bạn có nhìn thấy cái cuộc sống của họ cũng hạnh phúc như cái họ chia sẻ hay không, hay là họ chỉ nói cho vui thôi. Thì bạn cũng phải đủ tỉnh táo khôn ngoan để cảm nhận cái điều đó, tại vì tất cả các bạn đều có cái cảm giác đó được hết. Ok, đừng có quên tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cái điều Nhi đang làm. Nhấn like, share và subscribe cái kênh Nhi Lê, cũng như là theo dõi cái livestream của Nhi thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.